Xin chào các bạn, không biết giờ này các bạn thức chưa ha. Mình với chị Ba đang chuẩn bị làm đồ ăn. Bữa nay là buổi chiều nhưng mà mình thường thường mình đăng clip là buổi sáng, cho nên mình hỏi các bạn thức chưa. Nếu chưa thì cứ ở đây xem hết cái video này đi, rồi có gì đi chợ rồi làm ngay món này ăn bữa nay luôn. Hôm nay chị Ba chỉ làm thịt kho móng guốc. Ba gọi xào móng guốc À, cái này kêu đúng là ba gọi sạch móng guốc đúng hơn. chứ khó gì. Này mình có sả nè, với ớt, với móng guốc luôn. Móng guốc này móng guốc sợ rồi hay là chưa ba? Có giờ nó bán hũ nhỏ nhỏ vậy đó, mình ăn đủ nhiêu đó là mình mua nhiêu nó tiện hơn. Này là loại móng guốc này chưa ba, chỉ mua là loại móng guốc người ta có xào rồi. Ăn liền. Bởi vì nó có chí hải, nó có cái dạng kia nó không Dạng là đó là chưa xào ngon. móng guốc ấy. Cái này mình mua mình lấy ra mình ăn với cốc luôn, Ừ, ăn ăn với liền cốc. cốc cũng ngon. Có nhiều người ta xào với thịt ba gạo chấm đó. Thì mình xào như vậy nè, xào y chang vậy nè, rồi mình muốn ăn với cốc mình lấy ra mình ăn vậy thôi à, không gì khác. Này chúng ta có mua mấy trái đậu bắp với khế Phải. với đậu đậu rồng. Hư. Bắt trước chị bà Ừ. nè. Với khế với chuối nè. Khế này hái nha, mình hái ăn trước á. Khế Còn lúc gà có trái dữ lắm rồi. ngay mùa 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 khế hai cây quá trời trái luôn. Rụng ngắt. Cái đó biết làm gì không? Bỏ Mua thêm bò. lòng bò về ăn, này thèm kia. Chưa ăn món này là thèm món khác, giống tao quá. Cái Này là sáng nó bán miếng dày lắm, chị Ba kêu cắt mỏng lại cho mình á. Hai miếng này đố mày nhiêu tiền á? Vậy 20.000 rồi trời, làm như đồ thúi không lúc rồi. 30.000 đó. heo ghẻ đi 20. Giờ này nó mỏng nè. Thế cái này mình đem mình chiên á. Chiên giòn, muối bột chiên giòn. Rồi mày, tao sợ chiên ba gọi nữa mày ơi. Văng à? Trời, nó văng sẽ xỉu luôn á. Chị lăn qua bột á, đâu có văng đâu. Mình lăn qua bột khô ha. Ừ, bột chiên giòn khô á. Mà nó không văng. Hỏi rồi bữa hôm chị Ba chiên, chị Ba ướp ướp bình thường như mình ăn vậy nè, có bột gì đâu. Trời ơi tao né cũng xỉu luôn nha. Mình gọt khế trước đi. Ngâm vô đây nè, cái gọt chuối mình ngâm vô luôn. Ba gọi này nè, ê quên, mắm guốc này nè là mình xào á, có người á người ta thích xào nó khô luôn tức ấy á, có người thì mình xào Rồi ướt còn không? ướp ướp, mà em thích xào khô sữa. Nào cũng ăn được. Nào cũng ngon. Chị Ba thích xào ướp ướp biết làm sao Chấm ăn. không? Mình chấm rau á, rồi cái mình nặn chanh rồi ớt rồi vô á mới ngon. Xào khô quay vô luôn không có gì ăn chứ. Xào khô đó là để người ta dạng như để lâu ha. Để chữ được lâu. Chị xả vớt thì chứ. Xì cho miếng tỏi vô, tại cái này chị Ba thái sẵn đó. Tỏi phi sẵn. Mình cho vô sau đó, mình cho vô trước khác rồi sao? Rồi vô. Chưa? Ba gọi xào móng guốc. Cho miếng đường, miếng bột ngọt vô trong ba lọ trước. Cần cho muối Không, không? trời đất ơi. Mình xào ở này mình hơi đường cho nó hơi nhuyễn chút. Mặn Cho lắm. muối là khỉ ăn luôn á, tại vì móng guốc nó có mặn sẵn rồi. Không nữa được rồi. Cái này á, mấy bạn mà muốn để lâu á, biết sao không? Chắc không đủ, thịt á chắc không đủ. Cắt nhỏ lại nữa. Ừ. Xong xào cho nó khô thì là khô.
bỏ vô keo để dành. Dành cho ăn với ớt hả? Thế vậy ăn mà ăn cốc hả? Cốc ăn xoài đồ. Đó thì nó xào sẵn mà. Này mình ăn cốc là ok luôn á. Chượng miếng chấm, chượng miếng chấm hồi chấm táo. Du Duy. Táo rồi luôn chấm không? Táo hôm trước á. Món này là món này là đơn giản luôn đó các bạn. Mới có hiệu quả. Mắm rút xào. Ngọt thơm quá. Vô nè. Vô keo mình xúc cái keo luôn á. Đậu đỏ nó gì. Đó, bên xong rồi đó các bạn. Cái này cái mắm rút của chị Ba chỉ là mua lại cái mắm rút người ta xào sẵn á. Cho nên cái màu mắm rút nó không có được đậm như cái mắm rút mà nguyên chất của mình. Có đâu mắm rút mà mình mua người ta chưa có xào á, mình xào lên nó cũng màu như vậy đó. Nhưng mà nó mặn hơn. Em thấy cái kia nó nào nó đậm hơn. Mà lúc em xào lên thì nó bị nó cũng ra màu vậy á. Nó chín rồi đó. Mình rất là ngon luôn. Nó còn nước nước vậy này mình chấm rau rồi nó mới bắt. Được đâu. Rồi mai cả nhà ăn cơm với thịt sẩm rút buổi chiều mưa. À, thấy chứ tôi quý không? Tôi quý sọc đó. Quý nhà đó. À, hấp dẫn chưa? Rồi nè cũng là nha. Rồi cũng có đũa tao có đũa mày. Nó nhau rồi cơm á. Khiếu nại. Em ớt đi. Trái nữa đi. Hả? Dạm xong hỏi em ăn được không thôi. Hết rồi. Wow, được à, món này được. Đó là mắm bèo, mắm kho. Không dèm ớt. Không dèm ớt, đỏ cho không phải cay cho lại cho nó chưa à. Nhập nữa. Nhập đá rồi nó cay vô tôi nói hơi cay rồi. Cái ở lòng cũng cay. Cái này nè, nếu mà em mua cái mắm rút mà nó chưa xào á thì nó sẽ mặn lắm. Ừ. Mình sẽ hao gia vị nhiều lắm. Mấy ngồi mình ăn cái mắm nè, nó ít á. Nên mua cái hũ này. Nó đỡ với lại cái nó không có mặn nữa. Cái kia nó mặn dữ lắm. Ừ. Phải bỏ đường nhiều. Cái kia là nguyên chất của nó đâu có. Nó chưa xào. Ừ. Cặp với miếng khế là không con. Đã. Nó chua á. Chuối. Khế. Còn mặn sao? Em ăn miếng khế không? Đã em đến tỉnh đó với mình ăn mì chua đi. Không, giống như
Hên vừa nấu cơm trong ổng làm mà ổng kéo gió hỏi hết trơn hết nguyên đêm á hết nguyên đêm á giờ người ta đưa Phi đi học giờ này tao mới ngán giờ này học tới 8:30 rồi thứ bảy thì học từ 7:00 tới 8:30 6:15 tới 8:30 bữa nay 6:15 hai cháu 15 cháu 15 tới 7:00 8:00 8:35 có gì 35 luôn hả nó nói 35 chứ thật sự là 8:30 đổ chuông là 8:35 rồi hỏi tổng rồi mưa chốt ở chỗ Vĩnh Long á trường đó giờ đẹp lắm trời ở phía trong nó có nguyên một cái sân sân bóng luôn á, sân bóng chuyền á, đá gì nó cũng có chơi được chứ rộng dạ, đâu ai kêu trường bắn công nữa. Ừ, cái trường Vĩnh Long. Ừ. Nó mà quen à. Ai học chống kêu bắn công ở tự à. Ừ. Nói là chị ba sờ bằng cái móng vuốt mình nó chưa có làm. Mình cứ dứt móng vuốt cho nhiều mặn. Mình em nhiều gia vị cũng có mặn chứ. Chứ cái màu kia nó màu tím tím mà nó màu như vậy tại vì nó chưa có xào nó này làm cái đường cái đồ vô là nó màu nó vậy nè có mà nó là cái mà mình xào rồi nó cũng nó lên cái màu vậy luôn nếu mình mua chứ sao hồi xưa mà nó mỗi lần mà cậu ba cũng đi Vũng Tàu hay gì hay ta cái nó bán cái cục móng vuốt mà nó bán trong cái bịch á chứ mà xưa nó cục nè chứ không phải giờ mà được vô hũ đồ đẹp đẽ rồi đâu mình móng vuốt ký hải à bây giờ sư thầy ký hải giờ luôn à dài hả ừ. Nó không còn bán trong cái chợ gì cho bên nghĩa buổi cơm của mình cũng kết thúc rồi các bạn xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.